nỗi ám ảnh cuộc đàn áp dã man nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khoảng năm 1990, sau 50 năm nắm quyền lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến đạo đức, nhân tính của người dân Trung Quốc xưa từ thành tín hiếu nghĩa đã bị thay thế toàn diện bởi đảng tính, giả, ác, đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại sư Lý Hồng Chí đã mang môn tu luyện của Trung Hoa cổ xưa dựa trên nền tảng ba giá trị cốt lõi, bao hàm toàn bộ nguyên lý tu luyện là chân, thiện, nhẫn với mục đích khôi phục đạo đức của người dân Trung Quốc đã bị thoái hóa nghiêm trọng. Trước lợi ích thấy rõ hiển hiện về sức khỏe và tinh thần khi luyện môn khí công Phật gia này, trên toàn quốc đã có hơn 100 triệu người dân Trung Quốc theo học Pháp Luật Công vào khoảng năm 1999, đạo đức xã hội được phục hồi, thăng hoa trở lại. Số lượng người theo tập luyện vượt hơn số lượng đảng viên, điều này khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm đầu là Giang Trạch Dân lúc bấy giờ vô cùng lo sợ. Bởi vì khi hàng trăm triệu người tu luyện chân thiện nhẫn, thì người dân Trung Quốc sẽ nhận ra và không tin theo vào các giá trị giả ác đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Ngày 20 tháng 7 năm 1999 đi vào lịch sử, khi Giang Trạch Dân mở cuộc đàn áp dã man nhất trong lịch sử với chiêu bài quen thuộc là vu khống, chụp mũ những người tu luyện chân thiện nhẫn là làm chính trị, là tà giáo. Còn giả ác đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại là chính giáo, vĩ đại, quang minh, chính xác. Cho đến hiện nay đã hơn 20 năm, nhưng vấn nạn đàn áp, bắt cóc, tra tấn, thậm chí là bị cướp mổ nội tạng của những học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra trên quy mô lớn tại Trung Quốc, đem lại bao đau thương cho nhiều gia đình, đồng thời gây nên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng thế giới và vấn đề nhân quyền. Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng, đã từng nói người Trung Quốc sẽ lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc một khi họ có được tự do, và đây là cuộc chiến vì tự do. Việc lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mang lại sự thịnh vượng và hòa bình cho thế giới. Ông cũng nhấn mạnh thêm, đây là một chính quyền chủ nghĩa cực quyền, tàn ác và máu lạnh như Đức Quốc xã trong những năm 1930. Sau những chiến lược cứng rắn về thương mại, quân sự, ngoại giao với chính quyền Trung Quốc, Tổng thống Trump tiếp tục tung hàng loạt đòn trừng phạt mạnh mẽ nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc với thành phần nòng cốt là đảng viên Đảng Cộng sản. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn chỉ tồn tại khi có các đảng viên thề trung thành với nó. Lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã tạo nên hiệu ứng ngoài sự lường trước của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi số người thoái đảng tăng vọt, báo hiệu ngày diệt vong của thể chế này đã đến rất gần. Những quyết tâm của Tổng thống Trump đang dồn Đảng Cộng sản Trung Quốc đến bờ vực cuối cùng của sự sụp đổ. Không có Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân Trung Quốc mới thực sự có quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, thứ quyền do Thượng Đế trao cho con người, không phải do Đảng Cộng sản Trung Quốc là cha mẹ của dân. Không có Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân sẽ được khôi phục văn hóa 5.000 năm Trung Hoa với quyền tự do tín ngưỡng và các giá trị đạo đức cốt lõi, tự do tư tưởng để sáng tạo và gây dựng nên lịch sử huy hoàng như Trung Hoa cổ xưa. Không có Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế giới sẽ bước sang kỷ nguyên mới với thái bình, thịnh vượng và tự do.